cái con đó, nó bắt nó xấu rồi, bỏ tù cậu hả? Cậu bắt nào cho cậu bắt, nó để cậu xuống dưới. Đúng không? Cậu bắt này, cậu bắt. Cậu bắt chị á, cậu bắt. Thank you.
Nam mô Hoa Âu Minh Giáo Chủ Cổ Thổ Bổn Tông Cửu Phật Minh Đầu Đại Thánh Đại Nguyện Phạm Thị Tho Nhật Dị Chánh Hồng Nguyện thành nhâm thân hưởng thọ bát thập tự tuệ làm chung ma ác ngồi nguyên nhị ngoạc sơ chánh nhật kiết thời quỷ tăng duy nguyện cầu linh đàn trực quan tây kiến về nhất nhật quỳ hình lại nhị ba quê thành nhật tâm thượng hạ truy hồn tạm chữ đông tây nam bắc thổ nhị dị mạng thần quan Thank you.
lắm. Mà tân cơm mà tân. Thank you.
chị con ăn chưa hết luôn. Đốt cái đi con ăn ăn ăn. Một lần nữa xin thông báo đến tất cả con cháu của cụ Hoàng vì ngày này tập trung đứng trước linh cụ để chuẩn bị ra lễ cúng tế. Bữa nay mình thích đứng trước cho mấy bạn. Cấp lớn hả? Thầy ơi, có ỷ cho. Có ỷ cho nào đứng tôm đứng cái gì vậy khác cho dàn cạnh. Chào con vậy chứ con. Phải cũng từng đứa, từng đứa, từng đợi đi. Dạ. À, vậy cho thứ hai cũng trước, thứ ba. Thứ ba cũng trước. Con chưa có. Rồi thứ hai cũng đi. Thank you.
đó là gia đình của người con thứ hai. Thank you.
Thank you.
Dạ mấy anh mới tới à. Rồi à.
Thank you.
chúc quá, thì chúc quá. Dạ dạ dạ. Rồi rồi má hốt đi con kêu làm giờ ho lấy. Dạ dạ dạ. Dạ dạ. Vô chưa vô chưa? Vô vô. Sao mấy bánh mì trắng cho cô nè. Cô lòng hả? Rồi cái gan của tôi. Rồi con bỏ vô trở lại vậy bỏ ra chưa chưa vô lát mồi lên ăn như nếu mà được thì quay
mở lần cơ với mọi Thank you.
2, 1, 4. 1, 2, 3, 4. Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đến giờ tiết lễ trường thiêu, thầy mời tất cả con hiền cháu thảo đến trước án tiền để thầy làm lễ Nam Mô A Di Đà Phật. Ngưỡng thấu địa tạng từ tôn, Nam Mô Tây Phương Tiếp Độ Hương, tam chỗ tổ vì lời tam và người nào có xâm ra dân thực đặng
sẽ qua sanh về cõi thiên cung. Cầu chú nguyện cho người tinh gia, cầu thất thế mẹ cha thì chú định tâm thật quang đủ đừng quên. Đến rằm tháng bảy mỗi năm mà sau khi kiếp hạ chư tăng tổ về. Con không biết nói lời nào hơn, con xin thay mặt gia đình tăng quyến xin cầu chúc cho đại đức tăng ni cùng tất cả các Phật tử chùa Linh Nghiêm và chùa Pháp Hạnh cùng Phật tử xa gần pháp thể thiên an, sanh chúng sanh dị độ, thành tựu Phật sự viên mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con xin thay mặt gia đình tăng chủ cùng thỉnh chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả Phật tử xa gần, ngày mai đúng 8 giờ gia đình chúng con sẽ đưa linh cữu của bà của chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Suốt mấy ngày qua, chư tôn thiền đức tăng ni cùng tất cả Phật tử đã từ bi thị xã Quang Lâm về tư gia của chúng con để hành lễ cầu xin cho hương linh của bà của chúng con đến giờ phút này đã viên mãn. Con xin thay mặt gia quyến cùng tất cả các anh chị em và con cháu xa gần kính chúc đại đức sư cô cùng tất cả Phật tử xa gần được mọi sự an lành, tu tập tinh tấn, hưng tâm thường lạc, kiếp thường như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả để tử và chúng sanh na điều trọn thành Phật đạo. Vừa rồi là người cao tuổi giờ khá là có một cách chúng con đầu tư
lại chúng con xin bỏ tay ra cũng như con kỳ các thọ của mùa và với các thánh tiền để chúng con đại vị siêu thánh nhân nam mô bổn sư nam mô ni phật. Thế nhân thì già linh linh bất hội đều liễu thù bình chiều hồ nhật nguyệt cam qua những thức nga như mà hủ chinh kim thời đệ tử tương đối phần tiền chỉ có đòn âm phúng tụng vu lan báo dối liên minh tờ tán lương linh thoảng thị thôn cao đâm phật quốc hưởng quyền thịnh dương như vật chương vị bồ tát tỳ tần chứng minh dưới hương định hương dưới huệ hương giải thoát trì thiên hương quang minh chân đại hiện pháp giới cúng dường thập phương thường phụ tam bảo nam mô cúng dường thập phương thường phụ tam bảo nam mô cúng dường thập phương thường phụ tam bảo tam bảo quan dương vô thượng tôn tam giới vô lương thất thiên nhân di đạo sinh tứ sanh di từ bồ tát thiện quy nguy năng diệt tam bì nghiệp sự dương vừa tán thán ức kiến mạc năng cận năng lễ sở lễ tấm công tình cảm ứng đạo giao an đơn mì ngã tư đạo đàn chư lễ phá chư hiệp thánh văn đường độ tam ma báo chỉ tâm thần lễ nam mô la bà giáo chủ đường nữ bổn sư thích ca từ phổ mâu ni danh phật long hoa giáo chủ di lạc công phật đại trí văn thù sư lợi bồ tát đại anh vô hiền bồ tát vô pháp chư tôn bồ tát linh sơn hội thượng phật bồ tát chỉ tâm thần lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quan thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyên điện tạng lương bồ tát thanh tịnh đại hải chúng bồ tát như là còn chúng sinh chân thật đầu đàn hành đạo hữu cũng như đạo hữu sự quan và chư đệ trung hòa đang chuông khai mỏ. Bồ Tát
giải có là đủ nói tư dặn con. Thank you.
Thank you.
ngồi đây, ngồi đi. Nó bự quá, nó thank you.
cho những cảnh quan của bên ngoài chúng ta sẽ chất đổi các vợ người cao lương được quan tâm tình yêu và nước mắt. Nhạc ở đây, che 500 nhạc karaoke. Cùng chồng mai mấy trần đồng phượng đây người anh cao ca với câu hài. Yeah, that's